Thưa quý khán giả, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hiện đã tích hợp với 150 hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các cơ quan đơn vị công khai toàn bộ hơn 6.300 thủ tục hành chính. Trong đó đã cung cấp 4.543 dịch vụ công trực tuyến tăng 95 dịch vụ công so với tháng 8 vừa qua. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ ngành đạt 78,55%, tại địa phương đạt 68,59%. Trong 9 tháng năm 2023, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã có hơn 5,6 triệu tài khoản đăng ký, hơn 87,37 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, hơn 13 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích, hơn 19 triệu 800 ngàn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng, hơn 13 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, cổng có hơn 9,7 triệu tài khoản, tăng hơn 3,34 lần so với cùng kỳ năm ngoái hơn 243 triệu hồ sơ đồng bộ tăng hơn 1,8 lần so cùng kỳ năm ngoái, hơn 22,6 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích tăng hơn 3,1 lần so cùng kỳ năm ngoái, hơn 15 triệu 700 ngàn giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền gần 7.740 tỷ đồng tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm ngoái, hơn 357 ngàn cuộc gọi tới tổng đài.